Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 17 tháng 11, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Kim Động, Phù Cử, Tiên Lữ và Ân Thi. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về cải thiện, nâng cao chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân trong đầu tư trung hạn. Hưng Yên ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19. Truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị quả cam Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại thành phố Hưng Yên kết nối với 4 điểm cầu tại các huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Kim Động và Ân Thi. Dự buổi tiếp xúc có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đại biểu trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đông đảo cử tri của 5 địa phương. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo một số kết quả nổi bật kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 cùng các hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Trong đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu phát biểu 10 lượt ý kiến, phiên thảo luận trực tuyến và thảo luận tại hội trường, tham gia 15 lượt ý kiến vào 61 nội dung tại các phiên thảo luận tổ, có 4 lượt chất vấn gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng. Sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tổng hợp và gửi 4 ý kiến kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và một số bộ ngành trung ương để trả lời giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 2 văn bản trả lời của các bộ ngành. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri về tình trạng ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải chảy qua các xã trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cởi mở, cử tri thành phố Hưng Yên và tại các điểm cầu đã phát biểu kiến nghị tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề như sớm có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho các cháu từ 12 đến 17 tuổi và từ 5 đến 11 tuổi để đáp ứng miễn dịch cộng đồng và đảm bảo an toàn cho các cháu khi được đến trường. Có phương án tổ chức tiêm mũi 3 cho các đối tượng, nhất là Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, Ban chỉ đạo cơ sở và những người có bệnh nền. Cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, tăng cường hỗ trợ kinh phí cho tổ COVID cộng đồng và các điểm trực chốt. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng hạ mức lãi suất cho vay, cũng như gia hạn thêm để nhân dân có điều kiện sản xuất kinh doanh sớm khôi phục và ổn định kinh tế. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu giải trình thông tin một số nội dung như trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh việc bao phủ tiêm vaccine cho người dân, tạo miễn dịch cộng đồng, khẩn trương rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hỗ trợ theo quy định. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phòng chống kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh với phương châm sống chung, an toàn, hiệu quả trong trạng thái bình thường mới. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của cử tri các huyện thành phố. Đồng chí khẳng định các ý kiến kiến nghị của cử tri hoàn toàn xác đáng, đúng với thực tế, được Quốc hội và Chính phủ quan tâm. Các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp gửi tới các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Chúng tôi thì hôm trước cũng trao đổi với đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế, nói là công an xuống xã rồi, bác sĩ cũng nên xuống xã, cũng nên xây dựng những cái trạm y tế ở xã. Để cái mục tiêu làm sao cho mỗi người dân một năm ít nhất phải được khám sức khỏe một lần. Đấy, tôi đề nghị tỉnh Hưng Yên chúng ta cũng nghiên cứu về chỉ tiêu này. Trong lần góp ý với Đại hội tỉnh Đảng bộ, nhiều tỉnh tôi cũng nói cái vấn đề này. Chứ bây giờ là nhân dân vùng sâu vùng xa, không phải vùng sâu vùng xa đâu, vùng gần thôi. Đấy, ngay ở trong tỉnh chúng ta thôi, đời sống đi lại thuận lợi. Nhiều người dân chưa bao giờ được khám chữa bệnh. Chưa bao giờ được khám chữa bệnh. Những cụ già 6, 70 tuổi, chưa bao giờ được đo huyết áp, chưa bao giờ một lần được thử máu,
làm sao công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân phải từ ở cơ sở. Đấy. Chứ còn cũng không nên lấy cái chỉ tiêu 100.000 dân là có mấy bác sĩ. Đấy. Xã nào cũng có bác sĩ. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm trao tặng tỉnh 119.000 liều vaccine phòng chống COVID-19, 100.000 bộ kit test nhanh, 5 thùng khẩu trang, 10 thùng nước sát khuẩn để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận tiếp thu những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm trước các vấn đề về kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh được các cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đối với Hưng Yên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm sẽ quan tâm chỉ đạo tạo việc làm cho những người từ vùng dịch về, xây dựng lộ trình đưa bác sĩ về tuyến xã làm việc để bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, sáng nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 cũng đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh. Dự hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Tân Tiến, huyện Văn Giang có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Nhiều cử tri đã phát biểu ghi nhận sự chủ động vào cuộc kịp thời của các cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh huyện đạt được trong năm 2021, đồng thời phản ánh kiến nghị một số vấn đề đang được cử tri quan tâm như công tác cấp quyền sử dụng đất cho các hộ dân dọc tuyến đường 207 và hộ dân bị mất giấy tờ liên quan, công tác chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công, chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đường tỉnh 379B, kênh KT7 bị ách tắc gây khó khăn cho sản xuất, việc hỗ trợ xi măng làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới, công tác xử lý môi trường tại một số doanh nghiệp trên địa bàn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời giải đáp một số kiến nghị của cử tri và yêu cầu huyện Văn Giang giải quyết những nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền. Đồng thời, mong muốn cử tri xã Tân Tiến nói riêng, huyện Văn Giang nói chung tiếp tục ủng hộ, đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên mọi lĩnh vực, nỗ lực cùng tỉnh, huyện vượt qua những khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Sự hội nghị tiếp xúc trực tuyến với cử tri các xã thị trấn của huyện Quái Châu có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cử tri đã kiến nghị, đề nghị tỉnh quan tâm tới việc xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản, có cơ chế hỗ trợ người dân phát triển kinh tế trang trại, phát triển mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, quan tâm tới cơ chế hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ các địa phương sớm xây dựng nhà máy xử lý rác thải, có biện pháp xử lý tình trạng rác thải trên sông Từ Hồ, Sài Thị. Tiếp xúc với cử tri tại 14 điểm cầu của thị xã Mỹ Hào, có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều công trình cải tạo, chỉnh trang đô thị, thi công, chậm hoặc dở dang, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Rác thải khu dân cư quá tải, cần có các nhà máy xử lý rác tập trung, quy hoạch, thi công đường giao thông, hệ thống điện nước, viễn thông không đồng bộ. Việc giải phóng mặt bằng các dự án còn nhiều khó khăn do giá hỗ trợ đền bù không phù hợp, chênh lệch nhiều giữa các địa phương. Tại hội nghị tiếp xúc trực tuyến với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện cử tri 21 xã thị trấn huyện Ân Thi cũng đã kiến nghị tỉnh và huyện cần nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông để nhân dân đi lại được thuận tiện. Cử tri xã Quảng Lãng đề nghị công ty nước sạch Ngọc Tuấn di chuyển đường ống nước để thuận tiện cho thi công và nâng cấp tuyến đường DH62 qua địa bàn xã. Cử tri xã Bắc Sơn đề nghị cần có giải pháp cho tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Bắc Hưng Hải. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu và trả lời một số vấn đề trong thẩm quyền. Các vấn đề khác của cử tri sẽ được đoàn tiếp thu trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới.
Sáng nay, Tổng Công ty Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Hội nghị trực tuyến doanh nghiệp toàn cầu năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện nhà đầu tư Hàn Quốc đã giới thiệu với đại biểu về chủ trương đầu tư và quy hoạch khu công nghiệp hợp tác kinh tế Việt-Hàn hay còn gọi là khu công nghiệp sạch thuộc tổ hợp khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên có quy mô gần 144 ha do Tổng Công ty Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc hợp tác cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH Ecolon và một số nhà đầu tư Hàn Quốc triển khai thực hiện. Hiện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và được tỉnh Hưng Yên cấp quyết định thành lập khu công nghiệp sạch. Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện thủ tục thu hồi đất để giải phóng mặt bằng tiếp nhận các nhà đầu tư theo quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đánh giá cao sự hợp tác của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Đồng chí khẳng định Hưng Yên sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu triển khai đầu tư để dự án khu công nghiệp sạch của Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam sớm đi vào hoạt động. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một số ca từ tỉnh ngoài về, có yếu tố dịch tễ phức tạp. Huyện Kim Động ghi nhận một ca ở thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng tiếp xúc với F0 ở tỉnh Hải Dương về địa phương ngày 7 tháng 11, sau đó có tiếp xúc với nhiều người. Bước đầu truy vết được 28 F1. Huyện Kim Động phong tỏa xóm 3 thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng với 44 hộ và 114 nhân khẩu. Huyện Văn Lâm ghi nhận chùm 4 ca bệnh trong công ty Maikido ở khu công nghiệp Phố Nối A và một trường hợp trong khu cách ly tập trung xã Trưng Chắc là mẹ của 2 F0 ở thôn Mộc Ti là công nhân công ty Yuravina tại xã Trưng Chắc cũng ghi nhận 2 ca dương tính là lái xe đường dài từ miền Nam về trả hàng tại công ty Madin Chem. Huyện Văn Giang ghi nhận một ca ở xã Thắng Lợi có tiếp xúc với F0 ở Hà Nội. Huyện Ân Thi ghi nhận một ca là cháu bé 1 tuổi ở xã Hoàng Hoa Thám đã cách ly tại nhà ngay sau khi cùng bố mẹ từ tỉnh Kiên Giang về. Qua sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà ở thành phố Hưng Yên và Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ cũng ghi nhận 2 ca dương tính là lái xe từ miền Nam về. Những ngày gần đây, tỉnh Hưng Yên liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh từ tỉnh ngoài về. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường kiểm soát di biến động dân cư, phát hiện kịp thời những người từ tỉnh ngoài về địa phương để có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Ngày 15 tháng 11, ngay sau khi một trường hợp ở tổ dân phố Thịnh Vạn, phường Minh Đức có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, các địa phương ở thị xã Mỹ Hào đã chủ động khoanh vùng, quyết tâm dập dịch, không để dịch lây lan trên địa bàn. Hiện phường Minh Đức đã tiến hành khoanh vùng phong tỏa ngõ xóm tổ dân phố Thịnh Vạn của gia đình bệnh nhân nhiễm COVID-19 gồm 5 hộ, 33 nhân khẩu với tổng diện tích trên 2.000 m², đồng thời tổ chức truy vết, đưa đi cách ly tập trung 29 F1 và yêu cầu cách ly tại nhà 90 F2. Sáng ngày 16 tháng 11, phát hiện thêm ca dương tính là công nhân tại công ty May Kido Hà Nội, khu công nghiệp Phố Nối A. Đến test nhanh tại phòng khám đa khoa Việt Nhật, thị xã Mỹ Hào đã yêu cầu tạm phong tỏa phòng khám này, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn, truy vết và tuyên truyền để người dân chủ động khai báo. Hiện tất cả 75 thôn tổ dân phố của thị xã đều đã tiến hành lập chốt kiểm dịch và tăng cường phát huy hoạt động của các tổ COVID cộng đồng trong việc giám sát người từ tỉnh ngoài về và tổ phản ứng nhanh sẵn sàng ứng phó. Tính đến nay, toàn thị xã đã tiêm trên 110.000 liều vaccine, trong đó có gần 80.000 mũi 1 trên 33.000 mũi 2. Nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thân thiện, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 171 về cải thiện, nâng cao chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Theo đó, mục tiêu cụ thể là phấn đấu cải thiện điểm số của chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh mỗi năm tăng từ 2 đến 5 bậc. Đến năm 2023, Hưng Yên ở nhóm 45 và đến năm 2025 đứng ở nhóm thứ 35 tỉnh thuộc nhóm các địa phương tiệm cận mức khá,
thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm người dân 100% xã, phường, thị trấn, 90% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có cơ hội được tư vấn hỗ trợ pháp lý và hỏi đáp trực tuyến với các cơ quan nhà nước trên cổng thông tin điện tử. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phân công nhiệm vụ giao cho các đơn vị, sở ngành phụ trách thực hiện 11 tiêu chí cụ thể. Tiêu chí tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý, thông tin mời thầu được công khai, các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để các doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Tiêu chí tỷ lệ doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ quan nhà nước của tỉnh cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, thông qua các nghị quyết, Hội đồng Nhân dân các cấp cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy đảng, đồng thời phát huy vai trò chức năng giám sát việc thực hiện các chương trình đề án của chính quyền. Mới đây, tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã thông qua nghị quyết về đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Để có được các nghị quyết đó, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra, thống nhất với các ngành liên quan để ra được các nghị quyết, đặc biệt là các nghị quyết về đầu tư công trung hạn có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong hai kỳ họp vừa qua thì tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp thứ 3 thì Hội đồng Nhân dân đã quyết định, Ban Kinh tế Ngân sách đã tham mưu cho Hội đồng Nhân dân là quyết định là trên 100 cái chủ trương đầu tư. Ở đây thì ban cũng đã tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng liên quan như Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng và các chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố để thẩm tra và có cái xác định được tổng thể nguồn vốn cũng như là cái tổng mức đầu tư và các cái yếu tố kỹ thuật của các công trình. Trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ tập trung thẩm tra, giám sát các chương trình xây dựng cơ bản nông thôn mới với tổng nguồn vốn ngân sách hơn 800 tỷ đồng trong 5 năm phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới để hạn chế và không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Thường trực Hội đồng Dân và các ban đã loại bỏ một số các danh mục đầu tư mà cảm thấy mà chưa thiết yếu, chưa có nguồn vốn. Tại thành phố Hưng Yên, giai đoạn 2021-2026, một số chương trình đề án của thành phố gắn với chương trình của tỉnh. Vì vậy mà vai trò của Hội đồng Nhân dân thành phố rất quan trọng trong việc thẩm tra, ra nghị quyết để Ủy ban Nhân dân thành phố và các xã thực hiện, nhất là liên quan đến các dự án đầu tư công trung hạn. Mỗi một dự án xây dựng cơ bản nếu không được thẩm tra kỹ khi phê duyệt để ra nghị quyết thực hiện, rất dễ dẫn đến việc lãng phí hoặc đầu tư sàn trải không hiệu quả. Tập trung vào các công trình mà thực sự cần thiết gắn với chỉnh trang đô thị, còn đối với lại cả các xã nghèo rồi là các xã để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì phải gắn với lợi ích của người dân. Hay tôi lấy ví dụ như là giao thông nội đồng để cho nhân dân tham gia sản xuất hay là hệ thống điện cho các vùng chuyển đổi là rất quan trọng. Đầu tư công trung hạn góp phần quan trọng trong phát triển địa phương giai đoạn tiếp theo. Để có được nguồn thu trong thời điểm này đã khó khăn, song để phân bổ phát huy hiệu quả của các công trình dự án đòi hỏi việc thực hiện nghiêm luật đầu tư công cũng như phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân các cấp và các ngành chức năng của tỉnh. Qua gần 3 năm thực hiện triển khai hệ thống thông tin điện tử hi.check.net.vn, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đến nay, nhiều sản phẩm nông sản của tỉnh Hưng Yên được bảo vệ, quảng bá và nâng cao giá trị, trong đó sản phẩm cam là một ví dụ. Hợp tác xã sản xuất rau củ quả An Toàn Văn Tăng với 24 thành viên, có diện tích 48 hectare cây ăn quả, trong đó chủ yếu là cam Hưng Yên. Năm nay sản lượng cam ước đạt 350 tấn. Từ khi tham gia vào hệ thống thông tin điện tử hi.check.net.vn, các sản phẩm của hợp tác xã đã được bảo vệ thương hiệu, uy tín và nâng tầm giá trị của đơn vị. Vì vậy, với sản lượng lớn nhưng hợp tác xã vẫn tiêu thụ ổn định với giá cao. Tôi thấy là cái việc mà dùng tem truy xuất nguồn gốc là một việc rất cần thiết để đảm bảo cho cái chất lượng của sản phẩm của bên tôi. Và hơn nữa là đảm bảo cái độ tin tưởng của khách hàng. Có những khách hàng mà thậm chí là tôi cũng chưa bao giờ được gặp mặt. Thậm chí hàng mấy năm tôi bán hàng tôi cũng chưa bao giờ được gặp mặt. Nhưng mà người ta đã check nét vào những cái tem truy xuất nguồn gốc của chúng tôi mà người ta rất yên tâm. Cùng với đó, người tiêu dùng dễ dàng nắm bắt được thông tin sản phẩm, tình trạng sản phẩm qua các hình ảnh âm thanh từ nguyên liệu, nhà sản xuất, quá trình sản xuất, kinh doanh cho đến các thông tin nhà phân phối, cửa hàng của các sản phẩm hàng hóa.
tìm mua sản phẩm thuận tiện qua tem truy xuất sản phẩm, hệ thống thương mại điện tử, chỉ dẫn địa lý tiết kiệm thời gian và chi phí. Tem và nhãn mác rất đầy đủ, không thiếu một cái gì và mình cảm thấy là rất là yên tâm. Giá cả thì bao giờ nó cũng phải cao, cao mới so với hơn, ở ngoài phải tầm 10-15 nghìn một cân. Mà mình vẫn thích và yên tâm. Với mục tiêu nhằm thông tin minh bạch về sản phẩm, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, giới thiệu quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Đến nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản đã chứng nhận duy trì 15 mô hình cam Việt Gáp với tổng diện tích 266 ha, sản lượng gần 10.000 tấn trên một năm. Các bàn sao tài khoản trên hệ thống hi.check.net.vn truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 13 mô hình để các mô hình tự vận hành. Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên 560.000 tem bao bì chứa đựng sản phẩm, gian hàng giới thiệu quảng bá sản phẩm, phối hợp truyền thông quảng bá sản phẩm. Cái hệ thống tem truy xuất nguồn gốc thì được truyền đạt thông tin trên hệ thống check.net. Các cái thông tin này được cập nhật thường xuyên qua cái hệ thống thông tin do tổ chức cá nhân và người sản xuất tự cập nhật lên. Với việc vận hành hệ thống đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh.